cái chuyện này cứ như là tập thể dục vậy. Mà con á, bây giờ con cũng lớn rồi, hôm nay bay đi lên thành phố lại, nhớ ráng giữ gìn sức khỏe nha con. Rồi má ơi, ăn học là phải có điều độ, mình học thì cũng học thiệt chứ đừng học nhiều quá. Mình nghỉ ngơi là mình phải ăn uống gì bồi bổ vô. Trời ơi, tội nghiệp con. Má, con lớn rồi. Con đẹp con khóc chút xíu kìa, nhìn nó ghét quá à. Trời ơi, giống má đó. Lòng con khóc à. Trời ơi, bay nói ra chứ. Tao già mà tao cũng tao hơn mày. Bay cứ nói vậy, phải lo ăn đi nghe chưa. Rồi với lại má nói con nghe, mình là con gái lớn rồi, mình lên trên Sài Gòn, mình làm cái gì làm, chơi cái gì thì chơi, nhưng mà con phải né mấy cái con phi đa nha, đừng có chơi với mấy con phi đa. Con mà gần nó một cái là con có cái phi đa. Má nghe người ta kể vậy đó. Má ơi, phi đa đâu có dễ lây gì đâu. Mà má yên tâm đi, tí đợi mà con nhớ học hành nghe chưa. Má ơi, mấy câu đó bà nói đi là lại hoài luôn. Lúc này bà ăn hết chưa mà. Bộ ông nói tôi ấy làm sao. Bà ăn hết rồi bà nói nhiều quá bà lột lưỡi đó. Nè, ở nhà cái vụ tôi dặn bà đó, heo gà vậy là bà mới lo cho nó đầy đủ nha, mất một con nào bà chết với tôi à. Rồi ông yên tâm đi, tôi sẽ lo gà vịt heo quá tôi chăm sóc nó còn hơn chăm sóc ông nó không chịu cho. Ừ. Tôi đi về ba bữa tôi về, nghe không? Giờ vô đốt cháo heo đi. Bao ra trước bà chờ nghe để lẹ ra nha. Dạ. Để bà ông ơi, ông ơi. Trời. Đợi. Con ơi. Mình ăn con lớn rồi mới làm như lần đầu tiên đi xa nhà vậy đó. Thì lâu lâu bà kẹt về cứ như ghét bắn vậy là má nhớ quá. Ôi, đi à? Ông đi đi. Ông đi khỏi nói nữa rồi. Mà ông ơi. Cái gì nữa? Ông nghe nè. Cái gì? Ở gần thì thấy bình thường, ở xa mới thấy tình thương dạt dào. Trời ơi. Hôm nay tôi mới làm thơ tôi tặng ông nè. Trời ơi. Ở kêu tôi lại có chuyện gì không? Thì công nhận là ở gần tôi thấy nhiều lúc tôi bực bội ông, mà giờ ông đi xa thì tôi nhớ ông lắm. Trước khi đi cho tôi hôn không cái. Thôi thôi thôi, mới ăn sợ ói lắm. Vợ chồng ở lâu quá là như nó sượng. Trời ơi trời, ông đi nhớ ơi.